hôm nay bạn Helen đi học lặn biển quốc tế Paris, bạn thấy thế nào? Mệt mỏi không? Ngày mai là vẫn còn học nữa đó. Mà bây giờ là biết bạn Helen là ăn chay nha các bạn. Bạn Helen ở nhà là không chịu ăn cái gì mà có thịt động vật tanh hôi, là bạn ấy không chịu. Nên bây giờ Tiun dẫn bạn ấy đi ăn hải sản. Ngầu chưa? Không ăn thịt mà ăn hải sản. Nhưng mà ăn hải sản thì mình sẽ lựa những cái con mà nó đã chết rồi mình mới ăn. Và thêm món này ngon nữa nè. Đây là rong nho, trong đây có chất dinh dưỡng gì anh? Dạ, dạ anh. Cái này bổ gì? Mát ăn. Trong đây có rất nhiều chất bổ nha. Nếu mà không ăn hải sản thì bạn có thể ăn rong nho. Bạn tính làm tiên cá thiệt luôn đúng không? Vậy thì đúng rồi, tiên cá phải ăn rong nho. Trong rong nho là chứa đầy dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Rồi, ăn đi bạn. Rong nho là mình phải ăn tươi như vậy nè mới bổ. Thả miệng ra ăn. Vitamin B, giàu khoáng chất, trị bệnh, đủ thứ. Bỏ vô miệng ăn thôi à. Ừ, bỏ vô miệng ăn đi. Ngon không bạn? Thấy làm người cá sướng không? Nữa không? Nè nè. Cầm nguyên nhóm ăn luôn đi. Ăn đi. Người cá là phải ăn rong. Ăn rong nho là mốt thành tiên cá luôn. Hợp lý không? Rồi vậy là em chuẩn bị thành tiên rồi đó. Người cá Helen sau khi vượt qua thử thách của Tiun dụ bạn ấy ăn đủ thứ món ngon, nào là mực, tôm, cua, ghẹ, bạn ấy đều cự tuyệt. Và cuối cùng bạn ấy chỉ chịu ăn một món duy nhất, đó là rong nho, thức ăn bổ dưỡng, mang giàu vitamin của đại dương. Rồi cảm ơn nha Helen. Rồi thưởng thức rong nho đi. Một mình bạn ấy một dĩa luôn đó. Ăn cái này ngày mai bơi giống như là rong luôn. Nó nhẹ luôn. Mắc tiền ghê luôn đó nha. Nori mà.